lãnh đạo tập đoàn Rheinmetall tuyên bố sẽ triển khai các hệ thống phòng không của họ để bảo vệ nhà máy xe tăng dự kiến xây dựng ở Ukraine. Chúng tôi sẽ không từ bỏ ý định hỗ trợ Ukraine. Binh sĩ nước này có nhiều vũ khí hiệu quả để chống lại các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nhạy cảm. Chúng tôi cũng sẽ triển khai các hệ thống phòng không của mình để bảo vệ nhà máy, Armin Papperger, giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall, cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 21 tháng 7. Giám đốc Rheinmetall không đề cập những loại vũ khí có thể được tập đoàn triển khai để bảo vệ nhà máy, cũng như liệu chúng sẽ do binh sĩ Ukraine hay chuyên gia Đức vận hành. Rheinmetall chuyên sản xuất các loại pháo tự động và tên lửa phòng không tầm ngắn, không có khí tải phòng thủ tầm trung và xa. Papperger nói rằng Rheinmetall đang phối hợp chặt chẽ với tập đoàn quốc phòng Ukroboronprom lớn nhất của Ukraine. Họ đang lựa chọn được nhiều địa điểm để xây dựng nhà máy, ông nói. Rheinmetall đầu năm nay thông báo dự định mở nhà máy tăng thiết giáp trị giá 218 triệu đô la Mỹ tại Ukraine, có thể sản xuất khoảng 400 xe tăng mỗi năm. Ông Papperger cho biết, nhà máy này ban đầu sẽ chế tạo và sửa chữa thiết giáp TPZ Fuse theo giấy phép của Đức. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev sau đó cảnh báo, Moscow sẽ trả đũa bằng cách tập kích bất cứ cơ sở nào của Rheinmetall trên đất Ukraine. Giám đốc điều hành Papperger hồi đầu tháng thông báo, nhà máy sản xuất tăng thiết giáp sẽ được mở ở miền Tây Ukraine trong 12 tuần tới. Công nhân Ukraine tại đây sẽ sửa chữa các loại thiết giáp do tập đoàn sản xuất như xe chiến đấu bộ binh Marder, xe tăng Leopard 2 và pháo tự hành PZS-2000. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 20 tháng 7 nói rằng nhà máy sẽ được đặt gần khu vực có đông người Hungary sinh sống ở tỉnh Zakarpattia, miền Tây Ukraine, đồng thời tuyên bố cơ sở này sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga. Nếu kế hoạch này là thật, đó chắc chắn là hành động khiêu khích mà chính quyền Kiev và những người ủng hộ phương Tây của họ rất yêu thích. Đây cũng là bằng chứng mới nhất về việc phương Tây quân sự hóa Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Truyền thông Đức đưa tin chiến sự Nga-Ukraine giúp doanh thu của Rheinmetall năm 2022 đạt mức kỷ lục hơn 7 tỷ đô la Mỹ, tăng 27% so với năm 2021. Ngoài mở cơ sở tại Ukraine, Rheinmetall cũng lên kế hoạch mở rộng nhà máy ở bang Niedersachsen và thuê thêm hàng trăm công nhân để giải quyết lượng đơn hàng tồn đọng trị giá hơn 31 tỷ đô la Mỹ. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.